mình An Khang hôm nay mình sẽ tổ chức một trò chơi mang tính chất vui vẻ để giúp mọi người yêu đời hơn. Và đây mình xin giới thiệu review cái trò chơi của mình là như thế này. Đây mọi người nhá. Đây là những cái mình đã mua những cái cuộn giấy này về để tổ chức trò chơi, nó sẽ như thế này mọi người. Đón xem nhá. Mọi người đón xem. Đây, mình sẽ làm mẫu cho. Đây là cái vạch đầu tiên của mình là vạch dây, vạch dây để năn cái cục giấy này về từ cái vị trí đích. Đây là vị trí đích. Làm như thế nào mà cả một cuộn giấy mình năn lấy trên một cái cuộn giấy kia, là làm như thế nào mình năn từ vạch đích kia, cầm bên đây, mình năn từ vạch đích kia mà để năn được cái cuộn giấy này vào trong cái ô đích này sẽ giành chiến thắng, là sẽ được nhiều chiến thắng. Mình sẽ có 10 cuộn giấy như thế này, chia ra làm hai đội, mỗi đội 5 cuộn. Đội nào mà những cuộn giấy này về được đích thì nhiều hơn là sẽ thắng, và đội thắng sẽ đưa ra một hình phạt cho đội thua. Rồi các bạn cùng đón xem. Năm rồi. Ra đây nào. Đây. Trò chơi này là rất vui, mang tính chất giải trí rất cao. Mọi người thấy vui là thấy vui và hay, nhớ like, subscribe, chia sẻ ủng hộ cho team mình nhớ. Rồi, 1, 2, 3, 4, 5. Bây giờ là sẽ chia ra hai đội. Chào các bạn nhá. Đội mình là đội áo đen. Hello, đội mình là đội sắc màu nha. Yeah. Và để để gì? Mình xin phép trò chơi được bắt đầu nhá. Đội nào quản tù ti chứ, đội nào trước? Ôi, về đi. Về kia. Sắp về đích rồi. Lượt 2 được bắt đầu. Co về tỷ số 0-0, trong khi đó thì hiệp đấu thời gian bị kết thúc nên hai đội sẽ làm thêm một cái trò vui giải trí bằng cách trang trí nhọ nhồi lên mặt cho nhau để tạo nên ấn tượng vui hơn ạ. Đây bây giờ sau hai lần chơi hai đội mình với tỷ số là đều nhau mà không thắng cũng không thua, thì bây giờ là chúng mình sẽ tự phạt chéo, hai đội sẽ tự phạt chéo nhau. Bây giờ các bạn xem mình làm nào. Sao của mình thắng nhỉ? Đây là mình ấm mấy? Một tay một. Từ người ấy một. Không, từng người ấy một thôi, nhắm mắt vào rồi. Nhắm mắt vào. Không, nhắm mắt. Mở mắt. Nhắm mắt vào. Nhắm mắt vào. Nhắm mắt vào mình vẽ được. Không có rơi mắt. Mắt. Không có rơi mắt. Mấy phạt. Không. Đấy hiền. Đấy hiền. Đấy hiền. Không được vẽ mắt đâu. Không được vẽ mắt. Điên là vẽ nổ vẽ mắt. Điên là vẽ mắt không cử động là được. Mày đâu mày, mày tên nào? Mày đâu mày, mày tên nào? Đâu phải mày, đi lên đâu mày nhá, Linh nhá.
nhiều ấy, kiếm ra kiếm đi thôi. Ôi ba về tay thôi, không cần biết. Ba về tay, mỗi người được ba vạt, không cần biết vạt ngắn hay vạt dài. Mỗi người ba vạt. Ba về đây. Đẹp bỏ, không đẹp bỏ, lên xe đẹp bỏ. Mỗi người được ba về tay thôi. Mỗi người được ba về tay. Sao? Lâm ngồi sang bên chỗ ấy đi. Vinh ấy cho thả hàng đấy. Mỗi người ba về. Anh em. Bên cái gì đó? Bên cái chim. Bên cái chim hoặc là cái mông. Bên cái mã ấy. Ở đấy thì mất tóc. Ở đấy bị hở tóc. Rồi. Đi rồi. Tổ dân chính ác. Còn là tổ dân chính ác. Một món đây đó. Em Linh rất là chi là tỉnh táo. Mới vào rồi. Trang điểm xương xương. Mặt nó mới nhìn thấy giống như thổ dân ở bên châu Phi. Linh nhà bao cơm, bao công chính thiết. Bao công chuột mắt.